lấy chồng thật à? Tao hỏi mày có cười không? Tao hỏi chúng mày nó lấy chồng à? Người ta nhìn cho mày. Tao không biết mày lấy chồng đâu. Tao không biết mày lấy đâu. Mày không có lấy chồng, mày kiếp mà. Nhưng mà mày lấy chồng thật à? Không, tao không biết nó lấy chồng đâu, mày biết à? Sớm muộn thì nó chẳng phải lấy. Nhưng mà tao không thích tao lấy, mày biết à? Mày kiếm cho nó thằng khác đi. Mày có lấy không? Nhưng mà mình điên là chúng mày năm năm ngủ với nhau nó 2 tháng mà lấy. Mày bị sợ con này mày không muốn. Bây giờ lỡ rồi. Chẳng lẽ mày muốn cháu mày cũng muốn. Ôi, mày đây đi. Không ai nhìn cả. Tao không quan tâm. Mày đen con điên ấy, mày quay cái đéo này. Này, 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 người ta nhìn. Người ta nhìn. Có hổ với tao đổi ngũ ra đấy. Thương quá. Chúng mày không nên lấy chồng mà. Không, với họ hỏi mình yêu chưa, sao mình bảo chưa có đấy chứ, mày mới định cầm đi. Sao bảo lấy chồng nhưng mà cho lấy, điên này. Mày điên à? Mày nên là chơi đã hết đâu mà lấy chồng mà. Chơi thế là đã rồi. Mày chưa đã thôi. Mày điên là nó có biết chăm con đâu mà lấy chồng mà. Chết tao đi. Cái gì phải có lần đầu chứ. Chẳng lẽ mày chăm lấy đứa mày mới biết à? Chăm lấy đứa mày mẹ. Mày điên à? Không phải, nhưng mà tao không thích nó lấy thằng này, mày điên à? Ngọc Anh ơi, mày lấy chồng thật á? Nó hỏi câu này là gì N rồi mày. Mày lấy chồng thật á? Mày lấy chồng thật á? Thôi mày nói biết thôi. Nhưng mà mày lấy chồng thật không á? Tao không thấy. Mẹ, mày đi 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 mày đi